Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay cửa hàng đồ Coffee Max sẽ giới thiệu cho anh em một combo bộ cần máy ngang giá siêu rẻ ở bên em ạ. Đối với ở cửa hàng đồ Coffee Max thì một bộ này thì giá trung bình, nói chung là các cần thủ nào cũng có thể chơi được ạ. Giá chỉ tầm dưới 1 triệu thôi ạ. Con này thì mới về ở bên em nha. Mấy lần trước nó về thì nó hết hàng, bây giờ nó mới về hàng lại. Nó có tên là Misalua, được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đây, chung là cầm nó rất là êm luôn. Tay quay nó ở bên trái nha. Trọng lượng của con máy này là có trọng lượng là 177g nha. Con này nó có chất liệu này, sport ở bên trong, và cái tay quay này là chất liệu bằng nhôm, là aluminum á. Còn cái này là thông số tải dây của nó nha, là nó đi dây BE 0.2mm thì vào được tầm 120m này, 0.3mm thì vào được tầm 100m. Cái này là bạc nặng của nó này. Trông là con này rất là nhẹ luôn. Đây, đây là em đi chi tiết cái cây cần này nha. Cây cần này thì nó có tên là Sweet Pie. Của thương hiệu Daiwa, được sản xuất tại Việt Nam. Trọng lượng của cây này thì nó cũng rất là nhẹ, chỉ 150g thôi. Chiều dài của nó là 1m98. Thu gọn lại thì nó chỉ còn tầm 1m thôi. Chất liệu bằng sợi carbon. Cán của nó là bằng gỗ nha anh em. Cán bằng gỗ nên là nó rất sạch, cầm nó rất là êm và không bị cảm giác mỏi tay, bởi vì cái cần này nó rất là nhẹ. Dòng một bộ này thì chuyên đi lua lóc nha anh em. Cái cần này nó tải cá, độ tải cá của nó là 10 đến 20 lb thì chia ra thì tải cá tầm dưới 9 kg. Còn cái này là cái cát này là độ tải mồi nha, là từ 7g đến tầm 28g. Còn cái 662 này á, là nhiều anh em đang thắc mắc là cái này không biết là cái gì. Còn đây em cũng giải thích luôn, cái này là cái độ dài của cái cần á, 662MHFB. FB này là cái ký hiệu của cái thương hiệu Daiwa thôi ạ. Cái này là 1m98 này. Khoen của nó thì được làm bằng khoen thường nha anh em. Còn cái dòng khoen titan rồi Lucy thì dòng nó sẽ rất là mắc. Khoen thường nhưng mà chung là nó chất liệu rất là tốt. Đọc siêu xẻo. Cái cần này thì bên em có hai dòng, một dòng dành cho máy ngang và một dòng dành cho máy đứng nha. Là giá cả nó cũng bằng nhau. Nãy em có quen nói với anh em là cái con này á, là tải cá, độ tải cá của nó là 5 kg đổ lại nha. Cái máy này là 5 kg, còn cái cần này là 9 kg. Nói chung là bộ này rất là hợp bộ với nhau, nó sẽ hỗ trợ qua cho nhau. Đây em sẽ lắp vào cho anh em xem. Cái combo này là giá học sinh cũng có thể mua. Cần cầm rất là nhẹ, con máy này cũng rất là nhẹ luôn. Chất liệu của cái này là bằng xốp nha mọi người, bằng xốp cao cấp đó. Cầm rất là êm. Anh em nào mà quan tâm đến cái bộ cần máy ngang này á, thì để lại cho em số điện thoại ở bên dưới của video nha.
Thì bên em, nhân viên bên em sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho anh em ạ. À, hoặc là anh em có thể ghé cửa hàng đồ cơ phim mắt tại 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. À, cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm đến cái video của cửa hàng đồ cơ phim mắt ạ. À, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo ạ.